Bữa nay trời mưa hết cả nhà. Cái vườn nhà mình đẹp quá trời luôn, thanh long này. Ba trái thôi. Nó nở ra hoa giữa rụng lãnh đạo này. Cái hoa thanh long đẹp chứ sợ không? Đẹp kia mình lộng lãi luôn. À, nhưng mình đã đậu được trái này nè. Nhánh này được hai trái luôn. Trời mưa không mát á. Đây mấy cây thanh long nhà mình nó ưa nắng, vừa nắng vừa mát vậy đó. Đặc biệt cây thanh long nhà nó vậy đó. Vừa nóng nhưng mà chiều lại tưới nước á là thì nó mát, mát thì cái cây nó tốt lắm. Nhà mình hiện giờ có bụng chuối vậy nè. Đó. Trời đang chuẩn bị tối. Nhìn trời nó cũng đẹp á. Bên kia là cái hồng giòn. Cái hồng giòn á mình bọc lại á, sóc nó phá quá. Mấy cái bọc này mình ăn một năm trời á, mình giữ lại á, mỗi một tháng như vậy mình ăn apple á, mình giữ lại một tháng như vậy là 4 bọc. Cái một năm như vậy mới giòn được á. Chiếm vừa rồi là ăn hết cái vải này nè. Cái vải bọc à, nhờ bọc đó mà mới ăn được á, không con sóc nó phá lắm. Trời mưa đó thành ra trái măng cào nó cưng không. Này, đó lấp lùm này đẹp lắm, đẹp lắm luôn á. Đây nè, đó mấy cái lá nó còn đọng nước mưa luôn, lá đẹp sợ không. Lá xanh tươi luôn. Bên này cũng có trái nó đẹp sợ nè. Nhà mình có thanh long rục đỏ tím, thanh long rục tím nó đang ra hoa nè. Tím có hoa nó tím này, ngày bữa nó bự ra đó, đẹp lắm. Bên kia là u hoa rừng á, u hoa rừng nó mọc kinh khủng không, không ai hái trơn á, trái nó chuyển màu hồng hết, màu hồng cam hết. Đó u hoa rừng nhiều lắm luôn nè, chui cho nó hái là được, không biết ăn cho hết luôn á. Quá trời trái măng cầu ở gì u hoa rừng. Bữa trời mưa thì cây thanh long mát á, vài bữa nữa nó ra hoa nhiều lắm. À, mình đi vô mình tham quan cái vườn măng cầu nhà mình nha cả nhà. À, trái nó lủng lẳng này. À, nè trái nè, cần dễ sợ. Đi làm vậy cái là chạy ra vườn liền. Này trái nè. À, trái còn nhỏ li ti cũng còn nè. Trời mưa đó, nó mát nè, còn động đó lạ xương hay cái lá luôn. Có một số trái nó nuôi không nổi á, nó nuôi không nổi tự động cái nó héo nó nhả ra. Đó những cây này nè, trái nó tự nhả ra nè, nuôi không nổi là tự nó nhả ra. Trong này có trái nữa, nhả là hai trái nè, giống như bị trái khác quá ha. Cây sapoche, cây sapoche nhà mình nè cũng đang đậu trái rồi nè. Đó hoa nhiều lắm, hoa quá trời là hoa luôn.